bóng vẫn trong cuộc. Trọng tài xác định tình huống cứu bóng vừa rồi của các cầu thủ Iran đã ở bên ngoài sân. Trọng tài đang hội ý với trợ lý của mình ở trong tình huống bóng vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Trong tình huống vừa rồi thì có vẻ như hai trọng tài đã không được có được một quyết định đồng nhất, và trọng tài chính đã tôn trọng quyết định của trợ lý trọng tài. Như vậy là điểm thuộc về các cầu thủ Iran. Theo chúng tôi thì pha cứu bóng của cầu thủ Iran trước đó đã ở bên ngoài sân. Điểm cho đội Iran. Dù sao thì quyết định cuối cùng của trọng tài đã được đưa ra. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa pha bóng này. 17-18.